Rồi hello các bạn nhé, thì mình đang nói chung là sau khi dọn xe xong thì chủ xe không có xài nữa, nên mình sẵn mình đăng mình thanh lý luôn. Thì cặp mâm này á, là cặp mâm Accenter 2020 chỉ cam ha. Mâm này bạn mình đang bán giá là 1,5 triệu luôn, không biết nha em, chắc giá 1,5 triệu nha anh em. Mới lấy ra từ hãng 10 cây số, tháo ra và xuống bánh nhỏ liền và cặp mâm này không sử dụng ha. Thì mâm này có gồm là mâm không một vết chày, cặp vỏ còn luôn mã số này, quay phim cho anh em coi ha. Ở đây nè anh em thấy ha, mã số rồi còn y luôn nè ha, chưa chạy thì nói chung là đẩy ra, vừa đẩy ra khỏi hãng là rớt xe xuống liền ha. Chi tiết bên trong này anh em coi nè ha. Rồi, có đĩa trước và tặng luôn cho anh em bộ nhôm sinh dĩa zin theo xe luôn ha. Bạn nào mua thì liên hệ Zalo với liên hệ với mình ha, tặng cho anh em cái bộ nhôm sinh dĩa zin theo xe dưới luôn ha, cũng 10 km tháo xe luôn đó. Thì mâm này chỉ nói chung là riêng cái vỏ sau này thôi là anh em vô hẻ anh em hỏi bao nhiêu tiền, phải 1 triệu rồi đó, 1 triệu hơn cho cái vỏ sau, còn 120 mắc xích này nè ha. Thì nguyên cả bộ như thế này 1,500,000 và tặng bộ nhôm sinh dĩa sau nha. Đó, còn đi trước ha, đi trước thì mấy con ốc mình tháo là chỉ còn một con thôi à. Mặt đèn ông chỉ đầy đủ hết luôn, vỏ mới tinh luôn, mới lấy ra khỏi hãng là rớt liền luôn á, không có nói hết, không có trầy luôn, kiếm được chỗ trầy là mình tặng em luôn ha, không có chỗ trầy luôn. Rồi vậy thôi ha, nên nói chung là giá trị thì anh em trong hãng em biết ha. Rồi, các anh em xem hết video. Rồi.